Ngày xưa có một anh trai nhà nghèo hiền lành, khỏe mạnh, đi ở đợ cho một lão nhà giàu. Anh trai cậy bừa, làm lụng rất chăm chỉ, lại thạo việc đồng áng nên lão nhà giàu muốn anh ta làm thật nhiều củ cải cho lão. Một hôm, lão gọi anh đến và ngon ngọt dỗ dành. Con chịu khó thức khuya dậy sớm làm lụng chờ quán nhọc. Chớ quán nhọc, nhằn 3 năm nữa ta sẽ gả con gái cho nhé. Anh trai cày sung sướng trong lòng cứ định ninh rằng lão nhà giàu nói thật. Thế là chẳng quản đâu hôm sớm mai, anh đã cố cả nùng nục như trâu cày làm giàu cho lão. Ba năm sau, nhờ công sức của anh, lão chủ có thêm được nhà ngói, sân gạch, lại tậu thêm được ruộng, được vườn nữa. Những lão nhà giàu vẫn giữ lời hứa năm xưa, lão ngấm ngầm nhận lời gả con gái mình cho con trai một lão phú hộ trong rừng, trong vùng. Một hôm, lão làm ra vẻ thân mật, bảo anh trai cày rằng: Con thật là con có công với gia đình ta, trồng cây đã 3 năm rồi, thì đến ngày ăn quả cơ ngôi nhà ta nay đủ hết, chỉ có thiếu cây tre chăm đốt. Vậy con lên rừng cố tìm cho ta cây tre chăm đốt mang về, ta sẽ gả con gái cho. Anh trai nghèo mừng rỡ, xách dao lên rừng, quyết tâm tìm cho mình cây tre chăm đốt mang về được vợ. Anh không thể nào biết được rằng khi anh đi rồi, thì ở nhà hai lão nhà giàu đã sắp đặt sẵn có bàn làm lễ cưới cho con trai, con gái của họ. Hai lão nhà giàu đã lừa được anh trai cày kia đi vào rừng thì hí hửng bảo nhau: cái thằng ngốc ấy có đi quanh năm suốt tháng cũng không cày được cây tre đủ chăm đốt, thế nào cũng bị rắn cắn, hổ vô cho mà coi. Ha ha ha. Về phần mình, anh trai nghèo hì hục trèo đèo lội suối, luôn lách hết bờ này sang bụi khác tìm kiếm mà chẳng thấy những cây tre bình thường, cây cao nhất cũng chưa bằng 50 đốt. Vừa mệt vừa thất vọng, anh ngồi bệt xuống, bụt hiện lên hỏi: làm sao con buồn? Anh trai nghèo thưa rõ đầu đuôi câu chuyện, bụt cười và bảo rằng: đừng có lo, việc ấy đâu khó gì, con hãy đi chặt đủ 100 đốt tre gắn lại với nhau rồi khắc nhập sẽ nó có ngay cây tre chăm đốt mà. Nói xong bụt biến mất. Anh trai nghèo làm theo lời bụt bảo, quản chặt 100 cây chăm đốt gắn lại rồi nối với nhau thành một cây tre đủ chăm đốt. Anh trai sung sướng nâng vai lên vác về, nhưng cây tre dài quá, vướng bờ vướng bụi, không làm sao mà đem ra khỏi khu rừng. Anh loay hoay một hồi mà không biết làm sao ra khỏi rừng. Trong lúc đó, bụt hiện lên bảo: con hãy hô khắc xuất thì những đốt tre ấy sẽ tự động rời ra ngay. Anh làm theo y như lời bụt, tự nhiên cây tre thành trăm đốt. Anh buộc dây làm hai bó, mừng rỡ gánh về.
các bạn nhớ like, share và cho mình một cái subscribe cho mình nha, cho kênh Nhà Tôn Tiết TV. Lúc về tới nơi, thấy hai họ đang ăn uống linh đình và sửa soạn đón dâu. Anh trai nghèo mới biết rõ lão nhà giàu đã lừa anh, lén lút đem con gái gả cho người khác. Anh giận lắm nhưng không nói năng gì, lẳng lặng xếp 100 đốt tre nói với nhau và hô: khắc nhật, một cây tre đúng 100 đốt, tươi xanh ống ả hiện ra trước mặt mọi người. Lúc lão chủ thấy lạ, chạy lại gần xem. Anh trai liền đọc luôn: khắc nhập, tức thì lão ta dính liền ngay vào cây tre, không tài nào rút ra được. Lão thông gia thấy vậy, chạy lại, gỡ cho nhà chủ. Anh đợi cho hắn tới gần, rồi lại đọc: khắc nhập. Thế là lão ta cũng dính chặt luôn vào cây tre. Hai lão nhà giàu sợ quá, kêu khóc thảm thiết, van lại anh trai nghèo xin gỡ ra cho và hứa trước mặt hai họ cùng tất cả mọi người là gả con gái cho anh ngay hôm nay. Các bạn nhớ cho mình một like, share và subscribe cho kênh của mình. Chúc các bạn một buổi tối thật vui vẻ. Lúc ấy, giờ anh mới khoan thai đọc: khắc xuất, tức thì hai lão nhà giàu kia rời khỏi cây tre và cây tre cũng chia thành trăm đốt. Lão chủ tuy trong bụng tức muốn chết, nhưng cũng đành bấm bụng gả con gái cho anh trai nghèo. Sau đó, anh làm lễ cưới với cô con gái, hai vợ chồng sống chung nhau bên hạnh phúc suốt đời. Chúc các bạn buổi tối thật nhiều niềm vui. Và các bạn đừng quên bấm like, share và subscribe cho kênh để được nhiều người đăng ký hơn nha. Tạm biệt các bạn rất nhiều.